VTV xin mến chào toàn thể quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với video ngày hôm nay. Và thưa quý vị, uh, video ngày hôm nay sẽ là một cái bức thư của một vị uh, khán giả, một vị độc giả trên kênh VTV. Uh, thật ra thì uh, anh ấy không phải là Việt kiều, nhưng mà anh ấy có những cái câu hỏi, những cái thắc mắc về cái việc là cái chuyện ra nước ngoài định cư của những người giàu ở Việt Nam, quý vị. Tức là anh ấy đặt ra một cái câu hỏi là tại sao những người ở Việt Nam họ quá là giàu có rồi, họ không thiếu thốn một cái thứ gì nhưng mà họ vẫn muốn ra nước ngoài để định cư. Thì anh ấy có kể lại như thế này, là trong tháng vừa rồi thì anh ấy đã tiễn ba gia đình của ba người bạn đi định cư ở nước ngoài. Họ đều là những người thành đạt, giàu có ở Việt Nam, rất thành đạt và tài sản tính đơn vị là hàng triệu đô la. Một người thì là doanh nhân Hai vợ chồng có tài sản cũng khá là lớn, nhiều bất động sản trên những cái khu phố vàng của Sài Gòn đó. Và họ có ba đứa con đang tuổi lớn, đã có hai đứa đang học ở Mỹ. Gia đình anh thì đi diện IB5, định cư ở Mỹ. Và người bạn thứ hai của anh ấy là một bác sĩ, là người thầy thuốc giỏi, từng tu nghiệp nhiều nước trên thế giới và tự hào đã nội trú khá là nhiều bệnh viện lớn ở nước ngoài. Ở Việt Nam thì anh ấy là bác sĩ có một cái nguồn thu nhập khá cao, có biệt thự ở quận 2 và có một cái công việc ổn định. Vợ cũng là dược sĩ, có một cái pharmacy rất là đông khách ngay cái trung tâm Sài Gòn. Anh chị chỉ có một đứa con gái đang chuẩn bị vào đại học và gia đình anh đi theo diện là người chị vợ bảo lãnh đi Mỹ. Hồ sơ chờ cũng đã 13 năm từ cái lúc mà sự nghiệp anh chị chưa có bao nhiêu. Và người bạn thứ ba của anh ấy là bạn học chung trường đại học. Năm nay thì cũng đã ngoài 50 tuổi rồi, cũng đã đến cái tuổi gọi là về hưu đó quý vị. Cái anh này thì cũng có một cái đời sống sung túc ở Việt Nam. Hồi còn cái tuổi làm việc thì anh ấy làm một quan chức ngân hàng. Và hồi đó thì sinh viên ngành ngân hàng tài chính ở Đại học Vạn Hạnh đó, tốt nghiệp cử nhân đều được nhận vào các cái ngân hàng với cái chức vụ cao một số thì làm ngay giám đốc các chi nhánh và anh nằm trong số người được giao là làm giám đốc. Sau 7 năm thì anh tiếp tục cho đến lúc nghỉ hưu, nghề nghiệp thế nên là cũng có thể gọi là giàu, có của ăn của để, có hai thằng con trai, đứa nào cũng thành đạt, một thằng thì có chức vụ ở trong ngành ngân hàng của Việt Nam, còn uh, cái thằng kia thì làm uh, chuyên viên tiền tệ ở nhà băng của Anh Quốc đó. Nói tóm lại là thuộc giới thượng lưu ở cái xứ này. Cho nên bây giờ anh lại đi định cư ở Pháp theo cái diện bảo lãnh của người em. Ba trường hợp nêu trên thì chứng minh là họ đi định cư không phải là vì kế sinh nhai. Trước đây á, ngoài cái lý do chính trị là đa phần thì Việt kiều ra đi là vì đời sống ở Việt Nam cái thời đó nó khổ quá quý vị. Đói nghèo, họ đành phải dứt áo ra đi, mong là có một cái tương lai sáng sủa, tốt đẹp sung túc hơn. Thế còn bây giờ, như ba cái người bạn của cái anh ở trong uh, câu chuyện này đó là họ ở Việt Nam, rõ ràng là đã quá sung sướng về vật chất, họ không có thiếu một cái thứ gì hết. Gia đình sinh hoạt như quý tộc. Rồi con cái là sống như những hoàng tử công chúa, hàng năm thì họ đi du lịch khắp nơi ở những cái khách sạn sang trọng, ăn những cái thức ăn với giá ngất trời, nhưng mà họ vẫn ra đi, ra nước ngoài để định cư hỏi chuyện với họ thì họ biết là ra đi thì sẽ gặp không biết bao nhiêu là khó khăn đang chờ ở trước mắt để làm lại một cái cuộc đời mới trên một cái đất nước xa lạ không phải là một cái điều dễ dàng và họ không hề ảo tưởng về nơi là họ sẽ đến vì họ đã từng du lịch qua đấy rất nhiều lần biết rất tường tận cuộc sống ở đó với những trở ngại khó lường và cái anh bạn bác sĩ bảo rằng là anh ấy rất yêu nghề y nhưng mà khi định cư muốn tiếp tục làm nghề anh ấy phải đi học lại cũng đã qua gần tuổi 50 rồi Ngồi học cũng không phải là điều dễ dàng Và để sống thì anh ấy phải chọn Một cái công việc nào đó không như ý của mình Còn các anh bạn doanh nhân Dù là có nhiều tiền Nhưng mà để hợp thức hóa Cái số tiền lớn đó cho hợp pháp Cũng là một cái điều rất khó khăn Cho tới bây giờ thì ngày đi đã đến Anh ấy vẫn chưa hình dung con đường phía trước Nó sẽ như thế nào Còn cái anh bạn đồng môn của anh việt kiều này thì cũng đã uh, khá lớn tuổi sẽ chẳng có một cái công việc gì dành cho anh ấy nữa sau cái tuổi về hưu và anh việt kiều này cũng dẫn với cái anh bạn đó thôi thì uh, qua đó là gì chiều chiều đi dạo sông seni hay là lên đồi montmartre ngắm mây bay hay là ngồi trong khung cửa nhìn cái đám bồ câu bay lượn chờ cuối đời nằm chơi trọi ở nghĩa trang xa lạ hay trở thành một nhúm cho cốt nằm trong ngôi chùa hoặc là thả bay ở trong gió anh ấy cười cười buồn, một cái nụ cười chấp nhận quý vị. Ai cũng buồn khi mà sắp rời bỏ quê hương, ai cũng thấy đoạn đường còn lại cũng rất nhiều gian nan, nhưng mà ai cũng bảo là phải đi. Cái sức chịu đựng đã lên đến đỉnh rồi, bởi cuộc sống không chỉ là tiện nghi là vật chất để mà thụ hưởng, mà cuộc sống còn cần phải có cái không khí để thở, tự do để mà sống, thoải mái để mà sinh hoạt. Sống chứ không phải để tồn tại sống là phải biết tương lai và tự mình định được tương lai của cuộc đời mình những người bạn mà à, anh ấy cho rằng ở lại là chấp nhận những bất công những điều trướng tai gai mắt mà bất lực không có làm gì được xã hội tàn nhẫn quá con người tàn ác quá ở lại là chấp nhận bị đầu độc không chỉ bị đánh thuốc độc ở thực phẩm này ở hơi thở mà còn bị đánh độc ở cả tư duy quý vị chưa kể ở cái đất nước nước này dân tộc này có tồn tại được không Trước biết bao, mưu, bao nhiêu là âm mưu thâm độc của kẻ thù Và sự hà hơi tiếp sức của một bộ phận có quyền lực Cái anh bạn bác sĩ thì bảo là không thể cho các con của mình lớn lên Với một cái tâm hồn bệnh hoạn Một cái nhân cách méo mó Và một cái cách sống giả tạo dối lừa Anh ấy hỏi tôi là như thế nào Bây giờ ở Việt Nam có gì là không láo Láo tất Do vậy là tôi phải đi Để tôi rồi gia đình tôi rồi con cháu tôi được sống Và suy nghĩ bằng sự thật không dối lừa Chúng tôi chọn ra đi như một cách phản kháng, phản kháng trong im lặng và đành bỏ lại những thứ mà chúng tôi sẽ không bao giờ làm được ở xứ người. Còn cái anh bạn doanh nhân thì bảo rằng là biết cái con đường trước mặt sau lưng đầy cứt, thế thì tại sao không chọn cái con đường sạch mà đi? Ở đây là gì? Tôi chỉ đề cập đến chuyện ba người bạn thôi. Tôi không muốn nói đến những cán bộ những cái người đã từng làm quan chức của chế độ, có người từng là tổng biên tập một tờ báo lớn, những người một thời là những người đã từng tham gia hoạt động đấu tranh ở các cái đô thị miền Nam. Hiện họ đang đầy ở xứ Mỹ, tiểu bang nào cũng có, họ trốn chạy cái gì? Tôi đã từng hỏi thế và họ cũng cười buồn thôi quý vị. Bỏ qua những cái tên ăn cắp công quý mà trốn chạy đi Những người khác đều ôm trong lòng một nỗi thất vọng Không có nói nên lời Nói chung là mỗi người có một cách để mà chọn lựa cuộc sống cho mình Và tôi chọn cách ở lại Các anh chọn đi Đó cũng là chút tự do mỗi người có được chọn cho mình Ngày xưa là chỉ cần rời làng Đã mang tiếng là ly hương Là xa quê là nỗi đau Còn bây giờ người ta ổ ạt Tìm mọi cách bỏ nước mà đi Có nỗi đau nào hơn cho một dân tộc Nhưng mà phải chấp nhận thôi Tất cả các loài hoa đều vươn Về phía ánh sáng Có hoa nào mà chỉ rũ héo hon Trong cái bóng tối đâu quý vị Và ở trong bóng tối Có ai mà không nguyền rủa bóng tối Ngoại trừ những kẻ đang trục lợi từ bóng tối và cái anh Việt Kiều này anh cũng đã nói lên cái 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 suy nghĩ của anh ấy. Thế nhưng mà anh vẫn chọn cách ở lại với quê hương và anh ấy nghĩ rằng anh ấy còn hơi thở thì anh sẽ còn cống hiến cho quê hương cho đất nước. Anh ấy chưa bao giờ có cái suy nghĩ là sẽ sang bên nước ngoài để định cư mặc dù là ở bên nước ngoài thì cũng có rất nhiều người thân rồi bạn bè cũng có ý định là muốn bảo lãnh cho anh ấy sang đó. Nhưng mà anh ấy nói rằng là anh ấy không muốn rời xa quê hương bởi vì chính quê hương là nơi mà đã nuôi anh ấy, nuôi dưỡng trong cái tâm hồn của anh ấy. Bởi vì cái tình yêu đất nước luôn luôn cháy bỏng và uh, anh ấy đã uh, sống trọn một cái uh, tuổi đời với quê hương, chính cái nơi mà đã uh, sinh ra anh ấy cũng như là những cái nơi mà uh, cha mẹ đã cho anh ấy một cái cuộc sống tốt đẹp thì không có lẽ nào mà uh, đến cái tuổi này mà anh ấy còn rời bỏ quê hương để mà uh, đi định cư bên uh, trời Tây. Thì thưa quý vị, đó cũng là suy nghĩ của từng người thôi. Có những người thật ra cũng không phải là họ không yêu nước mà họ uh, muốn ra nước ngoài để định cư, làm giàu cho nước ngoài đâu. Những cái con người như vậy nó cũng chỉ là một phần nhỏ thôi quý vị, chúng ta cũng không đánh đồng. Có những người thực chất là cuộc sống của họ quá khó khăn cho nên bắt buộc là họ phải rời quê hương để họ đi tìm kiếm một cái vùng đất mà có thể mang lại cho họ một cái cuộc sống khá hơn sung túc hơn tất cả cũng chỉ vì uh, đồng tiền mưu sinh đúng không quý vị cuộc sống nó quá là khốn khổ khó khăn và cho nên là họ đã phải tìm những cái con đường mà khiến cho cuộc sống của họ nó tốt hơn nói chung với xã hội như bây giờ thì cũng không thể nào đánh đồng tất cả những gì mà chúng ta thấy được không phải cứ ở lại làm giàu cho quê hương thì mới gọi là yêu nước đúng không quý vị có những người là họ phải tìm cái con đường sống cho bản thân họ trước nếu như mà hiện tại cái cuộc sống của họ đang bế tắc quá hoặc cũng có thể là do là gì uh, con đường làm ăn của họ nó quá là trông gai, họ chưa tìm thấy cái nơi gọi là ánh sáng đó, cho nên là họ cứ đi thôi, họ đi đến nơi nào mà họ cảm thấy là uh, cái cái đất nước đó, cái nơi đó nó phù hợp với cuộc sống của họ mà giúp họ có được một cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn thì họ sẽ đến thôi. Đây cũng là một cái chủ đề cũng khá là hot trong thời gian vừa qua, thì uh, Việt tivi cũng muốn chia sẻ và cũng muốn đưa ra một số cái ý kiến nhận định riêng của mình về cái vấn đề này. Thì uh, trong video hôm nay thì quý vị nghe qua nội dung có gì muốn đóng góp Hãy để lại ý kiến của quý vị bên dưới phần comment Để chúng ta cùng nhau thảo luận với về cái chủ đề này ha uh, Thời lượng của video ngày hôm nay tới đây cũng kết thúc rồi VTV xin uh, chúc tất cả quý vị có thật nhiều sức khỏe và nhiều may mắn Cảm ơn tất cả quý vị đã bớt chút thời gian để lắng nghe video Và uh, xin chào, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo